Kiss of Themis, tựa game trinh thám lãng mạn mới từ nhà Mihajo. Được biết đến là một nhà phát triển của các tựa game hành động chặt chém, tựa game mới của Mihajo có thể sẽ làm các game thủ cảm thấy bất ngờ. Tears of Themis là một tựa game thuộc thể loại otome, nhắm đến đối tượng game thủ là các bạn nữ, pha trộn thêm yếu tố trinh thám và lãng mạn. Đây hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm dành cho các game thủ bởi dàn nhân vật nam trong game cực kỳ đẹp trai. Qua đó, Tears of Themis sẽ là một tựa game nhập vai với lối chơi chủ yếu tập trung vào phân tích hiện trường cũng như dẫn truyện độc đáo, đem lại trải nghiệm một cuốn tiểu thuyết thời hiện đại. Trong Tears of Themis, bạn sẽ vào vai một nữ luật sư có nhiệm vụ xử lý các vụ án tại thành phố giả tưởng có tên Stellis City. Để biến nơi này trở nên tốt đẹp hơn, người chơi còn sẽ phải khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, cũng như là tra khảo các nghi phạm để đi đến kết luận cuối cùng. Bản thân là một luật sư, bạn cũng phải đối chất với nghi phạm tại tòa án và dùng các manh mối thu thập được để vạch trần sự thật. Bạn sẽ không phải làm mọi việc một mình mà còn có sự hỗ trợ từ dàn Mỹ Nam, gồm 4 chàng trai vừa anh tuấn vừa tài giỏi. Cụ thể, người chơi có thể gọi và nhắn tin cho những anh chàng này khi cần sự trợ giúp và thậm chí có thể hẹn hò với một trong số họ. Những anh chàng này có tên lần lượt là Atom Green, Luke Pierce, Merritt Van Hagen và Vin Richter. Tears of Themis được phát hành lần đầu tiên tại Trung Quốc và Đài Loan vào tháng 8 năm 2020 và phiên bản mà Mihajo chuẩn bị ra mắt sẽ là phiên bản quốc tế với ngôn ngữ chủ đạo là tiếng Anh, giúp game thủ dễ dàng theo dõi và nắm bắt câu chuyện hơn. Bên cạnh đó, game thủ có thể bắt đầu đăng ký trước vào thời điểm hiện tại và nhận những phần quà hấp dẫn như thẻ SR nhân vật miễn phí. Game thủ có thể đăng ký trước tại đường link bọn mình để ở phần mô tả của clip. We'll be right back.